Hello, xin chào các bác nhé. Bên em hôm nay lại tiếp tục lại về được một con đẩy hai kênh dòng nguồn xung thương hiệu của Simic, mã là K 4000. Con này thì sử dụng mạch Tornat TD các bác nhé, mạch Tornat TD, hàng cực kỳ là chất lượng. Thì bây giờ em với các bác đi cùng vào bên trong phần nội thất của con đẩy này, đã tháo sẵn và đang bật như các bác nhé, đang bật. Quạt thì chạy cũng khá là êm. Con này sử dụng hai bo vỉ riêng biệt như các nhé, hai kênh sẽ là chạy hai bo vỉ riêng biệt. Máy gọi là zin đét đẹp luôn. Con này thì còn rất là đẹp. Đấy, tụ thì tụ tụ nguồn của nó đây. Tụ nguồn này nó dòng chạy dòng còn tụ tụ của Nhật như các nhé, tụ Nhật. Rất là chất lượng luôn. Thế nào, mình sẽ xem tụ nó chạy bao nhiêu vôn. Con này tụ 180 V. Đấy, 180 V và 2000 mi, 2000 mi Carofa. Đấy, tụ chạy rất là ghê luôn, chạy 2, 4, 6 quả tụ. Ở bên này chạy là 4 quả tụ 4 quả. Dòng này thì công suất hai kênh thì mỗi một kênh của nó sẽ là 1300W trên một kênh nhé các bác nhé, đánh ở chế độ 8 ohm. Đấy, còn đánh ở chế độ 4 ohm thì nó sẽ là rơi vào tầm độ 1800W trên một kênh. Đấy, nên là các bác có thể đánh một đôi full đôi 40. Đấy, để các bác chơi thoải mái các bác nhé, full đôi 40 các bác chơi thoải mái luôn. Đấy, thì bên trong này, nội thất bên trong này, tất cả dòng này nó đều là linh kiện cắm hết như các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, nói chung là chất lượng, các bác cứ nhìn những con ốc của nó. Đấy, con ốc này. Đấy, đều là ốc hoa thị hết các bác nhá, đều là ốc hoa thị hết. Đấy, con này chạy sò LG các bác nhá, chạy sò LG với kép. Đấy, còn đây là những cái con sò MOSFET. MOSFET là nhiều áp. Đi về đằng sau thông số ở đây các bác nhá. Con này thì chạy điện từ 200 đến 240 V. Đấy, điện thấp nó vẫn đẹp thoải mái. Đây là những cái thông số gạt nhé các bác nhé, thông số gạt. Áp con này thì nó áp cho nên là 120 V áp. Mấy cái thông số gạt thì nói chung em cũng giới thiệu rất là nhiều rồi. Đấy, thì nó cũng rất là đơn giản luôn nhé, không có gì cả. Con này nó có chế độ chập kênh 1+2 nhé các bác nhé. Một thì các bác sẽ gạt ở đây này, nó sẽ có cái nút này. Đấy, các bác gạt lên thì nó sẽ là đánh chậm bờ ra. Các bác đấu vào hai cái cọc đỏ này, đấy, đấu chéo nhau. Đấy, chế độ bờ ra. Đấy, A cộng này, B cộng này. Đấy, các bác đấu chéo nhau là các bác chơi được. Đấy, con này chọc kênh thì các bác có thể đánh súp kép từ 22 cô 100. Chập kênh con này rất là khỏe. Còn đây cái mấy cái mức gạt này thì nó sẽ là chế độ giới hạn tín hiệu đầu vào. Đấy, mức gain. Đấy, mức gain như các nhá. Đấy. Gạt hết xuống thì nó sẽ là như em đang đánh thì nó sẽ là chế độ là 35 dB. Đấy, gạt hết xuống. Đấy. Đây, em sẽ gạt hết xuống. Đấy. Còn các bác mà gạt lên trên này thì nó sẽ rất là to, 44 dB. Đấy, một cái xuống là hai cái lên. Đấy, có nghĩa là ba cái nút này là chế độ giới hạn của game, tín hiệu đầu vào 1, 2, 3. Đấy. Đấy, máy thì tất cả là bao cho các bác, bao máy nguyên bản các bác nhé, nguyên bản cam kết là chưa gọi là qua sửa chữa. Đấy, máy thì còn rất là đẹp, tình trạng như này các bác chưa không yên tâm. Dây nguồn nhất, tất cả dây nguồn zin hết như các nhé. Đấy, đây đi vào cái phần bên trong các bác nhìn này, máy sướng chất thua rồi. Đấy, nguồn đi Q10000, nhưng mà dòng này hai kênh
dòng này của máy của con này nó là dòng máy 4 kênh đấy, nhưng mà nó bỏ đi 2 kênh đấy, thì nó là sản xuất là hay có 2 kênh thôi đấy, thì nó sẽ là 1.300W như là dòng máy của Q10.000 ấy. Đây em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc cho các bác nghe, đánh rất âm mộc mạc cho các bác nghe rất là sướng nhé. Sắp nhé. Chi tiết sạch sẽ, những cái chiếc cục đẩy như thế này thì bên em đang bán với mức giá cũng rất là hợp lý để cho các bác được chơi, các bác chơi gia đình và sự kiện đều được các bác nhé. Giá 7 triệu các bác nhé, giá 7 triệu hàng thì cam kết các bác là đẹp, zin, xuất sắc đấy. Còn một cái vấn đề xước xiếc thì các bác thích thì em sở thích này các bác, cái này đơn giản giảm thôi, còn mài qua các bác một tí em phịt lại sơn đen là đẹp như mới luôn này, thì đơn giản đấy, các bác nào thích mộc thì để mộc cho, các bác nào thích kiểu như bảo sao tút lại cho các bác tí thì đấy báo với em sẽ làm lại cho các bác đẹp như mới, còn nguyên bản như nào thì em báo với các bác y như vậy nhé. Bác nào có những cái nhu cầu cần những dòng đẩy hàng chất lượng đấy, hàng công nghệ cao thì bên em có rất là nhiều sản phẩm cho các bác được lựa chọn đó. Đấy thì như ở đầu em đã quay video và em đã báo, bắt đầu cần chi tiết hoặc lấy hàng điện thoại trực tiếp vào số điện thoại em đăng trên bài, và đây cũng là số điện thoại em 0985778338. Bắt đầu gần thì qua trực tiếp cửa hàng số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Với video này em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Audio Bình Nguyễn. Các bác nào yêu quý kênh hãy cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày. Chào các bác, sau đây xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.